Tôi xin phép Quốc hội cho phép tôi chưa nhận huân chương ấy. Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thì Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi cái huân chương cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng vui mừng. Tôi nhận được một tin tức làm cho tôi rất cảm động và sung sướng. Đó là tin tức Quốc hội có ý định tặng cho tôi huân chương sao vàng. Huân chương cao quý nhất. Huân chương cao quý nhất của nước ta. Tôi xin tỏ lòng biết ơn Quốc hội. Nhưng tôi xin phép Quốc hội cho phép tôi chưa nhận huân chương ấy. Vì sao? Vì huân chương là để tặng thưởng người có công huân, nhưng tôi tự xét thì chưa có công huân xứng đáng với cái sự tặng thưởng cao quý của Quốc hội. Thì lại là thế này, vì Tổ quốc ta hiện đang tạm bị chia cắt làm đôi, bọn đế quốc Mỹ đang tăng cường cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, đồng bào miền Nam đang hàng ngày, hàng giờ hy sinh xương máu, anh dũng đấu tranh, kiên quyết chống bọn cướp nước, hại dân. Miền Nam thật là xứng đáng với danh hiệu và thành đồng của Tổ quốc. Và xứng đáng được tặng huân chương cao quý nhất. Vì nhìn lẽ đó thì tôi xin Quốc hội đồng ý thế này. Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hòa bình thống nhất, Bắc Nam xâm hợp một nhà, thì Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi cái huân chương cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng vui mừng. Nhân dịp này thì tôi thách Tổng thống Hoa Kỳ là Kennedy trả lời câu hỏi sau đây. Việt Nam thì xa cách Hoa Kỳ hàng vạn dặm. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Hoa Kỳ không thù oán gì nhau. Thì ông Kennedy có lý do gì mà gây nên cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam, hoang phí hàng tỷ đô la của nhân dân Hoa Kỳ để ủng hộ một chính quyền thối nát độc tài đã bị nhân dân miền Nam phỉ nhổ? Ông có quyền gì mà bắt buộc hàng vạn thanh niên con em người Hoa Kỳ sang giết hại người miền Nam Việt Nam, rồi thì họ cũng bị chết ở trong cái cuộc chiến tranh phi nghĩa bẩn thỉu ấy? Tổng thống Kennedy phải hiểu lịch sử. Lịch sử đã chứng tỏ rằng khi một dân tộc đã hòa đoàn kết nhất trí đấu tranh giành độc lập tự do, thì như tổ tiên của Tổng thống ngày trước và nhân dân Việt Nam miền Nam ngày nay, thì nhất định họ sẽ thắng lợi. Cho nên chắc chắn rằng đồng bào miền Nam nhất định sẽ thắng, Nam Bắc nhất định sẽ sống hợp một nhà, Tổ quốc yêu quý của chúng ta nhất định sẽ hòa bình thống nhất. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn Quốc hội.